rồi cái bánh bông lan trứng muối đem đây đi thôi. Ờ, để cho mọi người cùng ăn. Khoái lắm, trên kia này khoái lắm. Nói chứ là... Ô hay, đặt em uống nước mà. Đẩy cả điện gian thiệt. 50 cái. Cái bánh bông lan trứng muối là tôi đãi đà đoàn ăn chứ tôi không có ăn, nó mập. Tôi sợ mập. Một cách mà không thể ốm lại được là phải làm cho những người xung quanh của bạn mập hơn. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Quy đó, hôm qua nó ăn dữ lắm. Cái nói sao ăn dữ vậy? Anh Thành ơi, ăn này đâu mập đâu. Cái ờ gì mày giờ nghĩ nó không mập, mày ăn nó mới mập đó. Lúc nào ăn quá trời. Ờ, thí sinh tiếp theo xong chưa anh? Ờ, sợ sợ. Em chấm lãng. Cái nhóm fan club của tôi nó ngộ. Nó phải nghĩ ra những cái món mập nhất đưa tôi ăn. Mà không bao giờ mình ăn được cái món gì. Trong khi cái nhóm của Giang nó đưa vô thì mì quảng hay gì ít ra nó cũng là rau mà, ăn rau mà. Rau đồ này nọ nó cũng là một cái món gì đó nó mắm cũng được không? Mua lên còn ăn được. Ông oh, xin sô cô la không xin? Ờ. Xin trà sữa. Ba là gì hả? Ba cái roti. Đưa toàn là cái chất gì đâu không. Lát ra mua cho anh Thành 3 kg kiwi, 2 kg cherry. Mua xong là xỉu luôn. Này lắc hả? Phải lắc đều. Anh thích lắc đều hơn. Em không biết uống. Em không biết uống cái này. Để lên anh Huy. Để lên. Rồi. Thôi tí nữa hút mà. Chị cầm em. Chưa kịp hút luôn. Cái nào kêu hút lẹ. Giật mình. Cho hút đi. Em chưa kịp hút nữa. Ngon không? Ngon. Rất ngon. Ngon. Rất cái hạt ngon. Của nó ngon. Trời, nó ngon thiệt các bạn. Chết rồi. Không ổn rồi. Chúng tôi nhận thấy, thưa quý vị, năm nay là Thách Thức Danh Hài mùa 3. Thì đây 3 mùa, đây 2 mùa, đây 1 mùa. Tôi không còn biết mùa nào mà tôi thấy tôi được mùa lắm. Đứa nào đứa nấy, trời ơi. Cái nào ra cái nấy, trời ơi. Tròn trịa. Ừ. Trời ơi. Quá trời, tại sao không biết, tại sao qua cái mùa là tôi mập dữ vậy ta. Có bộ mau mập lắm. Hả? Có bạn gái ăn kim chi hoài mập. Mà quan trọng là chắc bộ à, không ăn kim chi không mập hả? Không có, ăn, không ăn kim chi ốm lắm. À vậy hả? Ốm mới đem ở kiến luôn cận rồi. Khổ. Bạn dạ. Biết không biết ngó cái gì về đêm mà nó cận ta. Có ngó gì đâu. Chắc chắc dùng thị giác trong bóng đêm nhiều. Thôi mình đừng nên bôi nhỏ lẫn nhau. Thôi chúng ta phải nên nâng niu chiều trường. Sao cưng? Dạ rồi bây giờ xin mời hai vị giám khảo mình an tọa. Dạ. À vậy thôi đó hả? Ừ dạ xin mời. Gợi ý của chương trình nha. Con coi có khô gà hay lạp xưởng không? Khô gà hay lạp xưởng không? Học chung với chú, đói khô gà đưa vô. Đúng rồi. Lạp xưởng đưa vô. Đúng rồi. Ba tê đưa vô, quét lên miếng ăn. Chi vậy tiếp. Con? Chi mệt gì? Đúng không? Ăn chi bá nó dầu mỡ mệt mỏi gì? Qua nhà chú,
Cô Harry làm cơm canh nóng hổi đồ ăn, ăn thích ăn đồ Hàn Quốc không? Canh gà chiên rồi thích không? Đúng không? Đúng không? Ai ăn cô gà xé làm chi? Ăn cánh đùi gà chiên, đúng không? Bơ thơm phức là những cái nước lạ không mà nãy giờ cái nước mà mấy chị em mình ba đang tập thiếu cái nước lèo. Đúng. Chưa, cái nước nó quan trọng. Cái nước nó quan trọng, cái nước lèo, nước dừa nè. Lúc nào phải cần mấy nước đó, để mình có cuộc sống mình phải cần mấy cái đó. Thịt kho rồi. Hồi nãy xong có trái sầu riêng ta. Đang thèm, đang thèm sầu riêng giống gì chứ. Đúng là có mùi lạp sữa, ông Thành cũng thích thịt, ngửi hay được chứ. Lạp sữa ở đâu? Phải không? Cắt ra chiên thôi à. Trời ơi sao bữa nào lấy cái bịch bánh tráng rồi đi luôn vậy trời. Thế nè. Ăn đi, nóng quá. Không ăn đâu. Chúc em, chúc em. Đóng lại liền. Được. Cái gì vậy? Cái bánh tráng gì mà bữa em bán cho nguyên mà cuộn lại ngon. Em bán tất cả mọi thứ luôn hả? Trên đời. Cái đó là em mua em ăn, xong anh hưởng thằng ké. Nhưng mà em bán tất cả mọi thứ cho đời luôn hả? Không đãi anh ăn được. Không phải tại vì bánh tráng đó biết sao nó. Từ ngày mình làm live show tới giờ mình không đãi ăn được cái gì luôn á. Hứa tao điên lá, mình cho tao ăn miếng lạp xưởng nha. Ok, em hứa. Lạp xưởng. Trời trời. Dây một cái son. Tôi ghét ai mà đó không? Phải thôi, tôi đang giảm cân mà. Bắp. Dạ. Em chợt thả cái gì vô miệng anh vậy? Đó chính là khoai... khoai... lắc. Nữa không? Còn. Trời ơi đây nè. Đẩy nhẹ vô anh em ơi. Alo. Anh Khương Dừa ơi. Danh hài anh Dừa ơi. Coi là men ơi. Ủa. Cuộc sống mà. Theo tôi vô đây. Đó. Lúc mà người ta ăn thì không ăn. Lúc mà người ta quay hình rồi thì đây hai vị thần đang bào quá bào. Xin thông báo với hai danh hài là chúng em ghi hình rồi ạ. Sao nói tập mà. Dạ ghi rồi. Tại bình thường em nói em sim hay nói dắp em quay lại nhiều lần á, để em giật. Dạ rồi em biết lỗi em rồi. Chứ nãy giờ mới giật hả? Dạ không. Là mời hai anh ra ngoài mình. Không phải tại vì tụi anh không phải ham ăn mà tại vì hồi nãy là có hai tô bún bò Huế của anh với lại Thành mà. Để em không có cha biết ai mất tiêu tụi anh mới kêu người đi mua giùm thời gian. Tại có mình ở trong phòng hai trang chứ mấy. Nó hơi mặn. Ý em nói là cái chương trình mình ngày hôm nay rất là nhiều thí sinh mặn mà anh à. Chứ em không ăn như hai tô bún bò Huế đó đâu. Bày. Anh nghĩ xấu về em nữa rồi. Nè. Cái nào trên, trên, cái nào dưới, dưới. Đàn anh là đàn anh. Ăn đồ cúng mà mày cũng ăn. Cái gì đồ cúng? Ê, đừng nói vậy. Tụi mình đi xa là. Thám, thám cuốn giùm anh cuốn bánh tráng rồi đó. Cho miếng thôi hả? Con chào các cô, các chú. Con chào chú Trấn Thành. Dạ con, chú đói quá cho chú ăn cái bánh. Chú quái quá con. Dạ con, nay con biết được pháp. Giỏi à, wow. Môn này khó á. Con có thể mời chú vô ngồi đối diện. Con có thể nhìn mặt chú, con viết ra một câu thơ. Trời ơi. Cho chú lấy cái bánh lên ăn luôn nha. Con viết được cái thơ về cái bánh này đi là viết à. Bài thơ rằng người gì mập dữ nhìn là biết mập. Thứ yêu nghiệt gì à. Chú có cần phải làm
làm dáng cho con để con có cái tâm lý cho con biết thơ cho hay. Lên nhìn thẳng đối, nhìn, đối diện nhìn thẳng đi, phải đối ẩm. Ai vậy? Ai chiên lạp xưởng vậy? Lạp xưởng. Ai chiên lạp xưởng vậy? Tôi chờ bữa tôi chiên lạp xưởng rồi. Chết được giống hơn mùi lạp xưởng. Ráng đi. Cố lên Thành ơi, cố lên. Mình phải chống lại với lại. Mình phải chống lại. Ta không hửi được. Nào. Trời ơi, đồ điên, ta sẽ lại nướng lạp xưởng giờ này. Bạn tổ chức ra điều tra có ai nướng lạp xưởng vậy? Tao. Đúng là có mùi lạp xưởng, ông Thành cũng thính thì chứ, ngửi hay được chứ. Lạp xưởng ở đâu? Ê, xem mày có cái bánh gì ngon nghe mày. Cho chuyện bánh cho tao ăn. Cho chuyện bánh asin. Bánh nhập cung. Chuyện trà sữa. Ăn gì ngon? Mà cho miếng hamburger coi. Có món nào giống như là nó rất là đạm bạc như là tổ yến không? Tổ yến trên đường phèn gì đi cho nó đỡ đói. Ăn nó bụng á. Ăn đi Thành, bánh mì không mập đâu. Apple potato là chi? Bắp. Dạ. Em chợt thả cái gì vô miệng anh vậy? Đó chính là khoai lắc. Nữa không? Còn. Trời ơi đây nè. Đẩy nhẹ vô anh em ơi. Xin ơi. Canh măng chua. Chả bụng. Các cô chú lên đây con. Đi, lên ăn. Đừng cá vội. Sao con? Đừng cá vội. Trời ơi. Chết rồi nè, chết rồi nè. Cho xin miếng cơm được không? Nói nghe nè, bé đang phân tích cách làm, nó tập trung. Dạ, tập trung đi. Đâu, đứng nghe nè. Tập trung mà. Uống nghe, dạ. Nói. Rồi, cảm ơn ạ. Ăn rồi. Nhục quá.